Cô chào tất cả các con. Tiết địa lý hôm nay, cô và các con sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về dãy núi Hoàng Liên Sơn. Vậy ở dãy núi này có những gì đặc biệt ở đất nước ta thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học này nhé. Đầu tiên, các con sẽ đọc sách giáo khoa trang số 71. Các con hãy dành vài phút để đọc đi nào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Các con hãy quan sát lượt đồ và trả lời câu hỏi. Kể tên những dãy núi chính ở phía bắc nước ta. Các con hãy nhìn lượt đồ và trả lời đi nào. Gồm có dãy sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều và Hoàng Liên Sơn. Vậy dãy núi Hoàng Liên Sơn nằm ở vị trí nào của sông Hồng và sông Đà? Dãy núi Hoàng Liên Sơn nằm ở giữa sông Hồng và sông Đà. Các con đã quan sát thấy dãy Hoàng Liên Sơn chưa nào? Này. Vậy các con hãy vẽ hình dãy núi theo cách hiệu của các con. Các con thử vẽ đi nào. Cô ví dụ cô vẽ hình dãy núi như sau. Thì đây mình gọi là đỉnh núi. Đây mình gọi là sườn núi. Và ở dưới đây mình gọi là thung lũng. Thung lũng là những nơi rất thấp giữa các sườn núi. Vậy các con hãy đọc sách giáo khoa trang 70-71 và hoàn thành bản đặc điểm của dãy Hoàng Liên Sơn. Các con hãy dừng máy trong vòng vài phút và hoàn thành bản này cho cô nhé. Các con đã thực hiện xong chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Về vị trí là ở phía bắc nước ta nằm giữa sông Hồng và sông Đà. Chiều dài khoảng 180 km, chiều rộng gần 30 km, hình dáng cao đồ sộ, đỉnh núi có nhiều đỉnh nhọn, sườn núi dốc, thung lũng hẹp và sâu. Các con có làm giống như cô không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu bài nhé. Từ những đặc điểm này thì cho thấy Hoàng Liên Sơn là một dãy núi cao và đồ sộ nhất Việt Nam. Đây là một số hình ảnh về dãy Hoàng Liên Sơn. Các con hãy chỉ vị trí của đỉnh núi Phan Xi Păng trên lục đồ nào. Các con đã thấy đỉnh núi Phan Xi Păng chưa? Đây là đỉnh núi Phan Xi Păng với độ cao là 3.143 m. Vậy tại sao đỉnh Phan Xi Păng được coi là nóc nhà của Tổ quốc? Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Vì đỉnh Phan Xi Păng cao 3.143 m. Một số đặc điểm nữa đó là đỉnh Phan Xi Păng thuộc tỉnh Lào Cai, hình thành 250 triệu năm, có hệ thực vật phong phú gần 2.000 loài cây và đạt kỷ lục UNESCO.
hài cho con thấy độ cao của nó là 3.143 mét, nên được gọi là nóc nhà của Tổ quốc. Vậy Hoài Liên Sơn có khí hậu quanh năm như thế nào? Thì cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Các con hãy quan sát hình ảnh này. Thì các con thấy Hoài Liên Sơn có khí hậu như thế nào? Từ dưới 2.000 mét cho đến trên 2.500 mét. Các con hãy quan sát. Và tiếp theo, đây là một số hình ảnh về khí hậu ở Hoài Liên Sơn. Tiếp theo, con hãy thử vị trí của Sapa trong hình 1, sách giáo khoa trang 70. Đây là Sapa. Và các con sẽ cùng nhau xem bảng số liệu về nhiệt độ trung bình ở Sapa. Thì nhiệt độ trung bình ở Sapa nếu ở 1.570 mét vào tháng 1 là 9 độ C, tháng 7 là 20 độ C. Thì con có nhận xét gì về nhiệt độ ở Sapa vào tháng 1 và tháng 7? Nhiệt độ ở Sapa vào tháng 1 và tháng 7 đều mát lạnh. Và nhất là ở tháng 1 với nhiệt độ 9 độ C thì rất là lạnh. Thì so với Hà Nội, tháng 1 là 17 độ C và tháng 7 là 29 độ C. Vì vậy, Sapa lạnh quanh năm và Sapa đã trở thành nơi du lịch nghỉ mát lý tưởng ở vùng núi phía Bắc. Bây giờ chúng ta sẽ nêu lại một số đặc điểm của dãy Hoài Liên Sơn. Dãy Hoài Liên Sơn nằm giữa sông Hồng và sông Đà. Đây là dãy núi cao và độ thổ nhất nước ta, có nhiều đỉnh nhỏ, sườn dốc, thung lũng hẹp và sâu. Khí hậu ở những nơi cao lạnh quanh năm. Bài học của cô đến đây là kết thúc rồi. Các con hãy